Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một số sản phẩm về trong ngày của Salon Tùng Bách. Ngày hôm nay thì Salon Tùng Bách về thêm được rất là nhiều những mặt hàng mới. Đây các bác nhìn thấy này. Ngày hôm nay thì gần như đã full xe ở tại cái vị trí bày xe của nhà em rồi. Ở ngoài cửa này còn xếp một dàn nữa, chưa tính là những chiếc xe đang trên đường về và những chiếc xe đang mang đi dọn dẹp. Nhà em thì hôm nay về được rất là nhiều xe mới. Đây là một cái chiếc xe cũng mới về trong ngày hôm nay. Con này là MGHS 1.5 Trophy. Con này là bản 1.5 Trophy và dẫn động một cầu. Nếu mà các bác sợ cái bản hai cầu nó tốn và tiêu hao nhiều nhiên liệu thì các bác có thể chuyển và chọn qua cái bản một cầu này. Cái bản này thì động cơ nó là 1.5 turbo. Mức tiêu hao nhiên liệu thì rất là khiêm tốn, nói chung rất là thấp, chỉ loanh quanh khoảng 8 lít rưỡi đấy. Cho cung đường hỗn hợp là các bác có thể vận hành được chiếc xe này. Con này là sản xuất năm 2021 các bác nhé. Cùng với lại chiếc xe này nữa, trong ngày hôm nay lại tiếp tục về được thêm một con Toyota Wigo. Con này sản xuất năm 2021, đi được 14.000 km, xe thì đẹp xuất sắc. Con này thì cũng chưa rửa ráy gì cả, vừa mới về tới salon này, em để lên trên này để quay qua và giới thiệu cho các bác cùng được xem. Con này thì chào bán với mức giá là 380 triệu đồng, số tự động các bác nhé. Ở ngoài này thì em có một con xe Nissan Navara đây các bác này. Nissan Navara số tự động một cầu, sản xuất năm 2018, nắp thùng thì chưa có. Chiếc này thì chạy loanh quanh được gần 5 vạn km. Bây giờ hiện tại là chủ xe đã lên một bộ lốp. Lốp này là lốp kiểu dạng như lốp đi đường xấu ấy, đường địa hình ấy, kiểu như off-road ấy. Bởi vì nhìn cái rãnh ma sát của nó rất là to và sâu. Ở bên cạnh thì có một chiếc xe đang cà số cũng mới về trong ngày hôm nay. Con này là Honda Brio các bác nhé, Honda Brio. Chiếc xe màu đỏ này, bản RS, sản xuất năm 2020, đi được trên 3 vạn km. Giá chào bán của Salon Tùng Bách là trên 400. Con này em sẽ chào bán cho các bác là 425 triệu đồng, xe thì cam kết là không lỗi nhỏ. Đây là Brio phiên bản RS, là phiên bản cao nhất của cái dòng xe Brio này. Brio này thì lăn bánh nó cũng loanh quanh rơi vào ngoài 500 một chút. Bây giờ mua lại thì nó cũng chỉ có trên 400 cho mẫu xe siêu lướt. Phân khúc hạng A thì các bác có thể chọn một là cái dòng xe này, hai là cái dòng xe Hyundai i10, ba là Toyota Wigo. Wigo này đi cũng rất là hay này. Những chiếc xe của Nhật thì thường mang lại cái độ bền và cái độ tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều. Để em xem là còn cái mẫu xe nào nữa em sẽ giới thiệu qua, xong sau đó thì em sẽ quay chi tiết vào một trong số những chiếc xe ở đây. Đây, ở ngoài này thì có một con xe vừa về tới, con này thì vừa mới về tới xong các bạn. Con này là con xe MGZS Comfort, sản xuất năm 2021, màu đen. Chiếc này thì chạy được 2.6 vạn km. Đây, cái chiếc màu đen đây các bạn nhé. Bên ngoài bây giờ đang rất là ồn, chính vì thế nên em đang đóng hết tất cả cửa. Thứ nhất là ồn và thứ hai là bụi. Đây, cái con này đi 2.6 vạn này, la răng thì đã phay rồi. Bên trong cái phần nội thất thì em nghĩ là chưa lên đồ gì, bởi thì thực ra cái dòng xe này thì ngoài cam hành trình ra cũng chẳng cần lắp thêm cái gì nữa. Chiếc xe này thì sẽ được chào bán mức giá loanh quanh gọi là trên 500. Giá chào bán là trên 500, cụ thể nó là 500 bao nhiêu tiền thì các bác hãy alo cho em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Giá mong muốn nhá, em đọc luôn cái giá mong muốn, không các bác lại bảo tại làm sao mà không báo giá ngay. Giá mong muốn của Salon Tùng Bách đối với lại cái sản phẩm kia, cái con đen đen này, là 540 triệu đồng. Cái chiếc xe này đi trên 2 vạn km này em đưa ra mức giá cũng khá là dễ chịu, nói chung rất là hợp lý cho một cái chiếc xe mà nó chạy gần 3 vạn cây. Con này là bản Comfort, tức bản giữa, nhập Thái, sản xuất 21. Bên này cũng là một chiếc xe mới về. Đây là Kia Seltos, sản xuất năm 2021, con này là bản Luxury, đi được 1 vạn 4.000 km, ngoại thất màu trắng. Em này thì đẹp xuất sắc, xe mở ra thì còn thơm mùi mới. Chiếc xe này mang biển kiểm soát 37A99284. Hiện thì em đang chào bán chiếc xe này là trên 700, gọi là nhô 700 một tí. Hình như là cái giá chào bán của con xe này là 715 triệu đồng đúng không em? 715 triệu đồng cho cái mẫu Kia Seltos này các bác. Đại lý này hay là hãng hiện tại hình như là vẫn đang chưa có xe giao, vẫn là những cái hợp đồng ký chờ. Chính vì vậy nếu các bác cần xe ngay thì qua Salon Tùng Bách có thể sở hữu ngay cái mẫu xe lướt này. Xe đi trên 1 vạn km thì phải khẳng định luôn nó mới và nó đẹp. Con xe này rất là mới các bác nhá, cực kỳ mới và rất là đẹp. Để em xem nào. Ở bên này, con này thì cũng đã có giới thiệu qua rồi. Con này thì về được vài ngày và hôm nay mới đi dọn về xong. Đây là con Vios G2016, con này không phải là sản phẩm về trong ngày hôm nay mà nó vừa được đi dọn về thôi. Con này thì về Salon Tùng Bách được khoảng vài ngày rồi. Xe thì rất là đẹp các bạn. Mặc dù là xe đời sâu nhưng mà nhà em lựa rất là kỹ. Những cái chiếc xe mà đi ít thì nhà em mới mua, mới kinh doanh. Con này 2016 nhưng chạy zin chỉ có trên 5 vạn km này. Hiện tại nó thay duy nhất một quả lốp theo xe thôi, còn 3 quả lốp còn lại vẫn là lốp theo xe. Bề mặt đẹp và rãnh ma sát còn rất là sâu. Các cái chi tiết hao mòn bên trong phần nội thất thì không có nhiều. Phải nói luôn là cái chiếc xe này cũng là một con xe đẹp so với các xe cùng độ tuổi. Đây, Phú vào quay qua cái nội thất cho các bác xem. Con này thì đang được chào bán là loanh quanh gọi là trên 400. Em hình như là em đang chưa nhớ giá cái chiếc xe này. Không biết nó là 400 bao nhiêu tiền.
Nhưng nói chung là bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Các bác cứ chụp ảnh màn hình chiếc xe này lại này, sau đó thì inbox gửi cho em qua Zalo. Em sẽ gửi cho bác một cái bộ ảnh chi tiết này đi cùng với lại cái giá công khai của cái chiếc xe này. Hiện tại là em đang không nhớ hết được, bởi vì nhà em sản phẩm nó cũng khá là nhiều. Một số chiếc xe thì em đang không nhớ được cái giá cụ thể, giá thu của xe. Tí nữa thì em sẽ vào em xem lại. Con này thì nội thất của nó rất là đẹp. Đây này, tay kéo cửa kéo cước này mới tinh này. Zin 100% này. Vô lăng này các bác nhìn xem này, hoàn toàn chưa bị bóng này, vân da nhìn còn rất là đẹp này, nguyên phấn này. Nút volume này, cộng trừ này, nhìn vẫn còn nét này nẹt này, đẹp luôn. Mép ghế này, lòng ghế này không có điểm gì để mà chê. Con này là Vios G 2016 các bác nhá. Cái mẫu xe quốc dân này nó rất là giữ giá, cực kỳ giữ giá luôn. Cái con xe này kể cả là mua cũng dễ và bán cũng dễ. Nói chung là nó có sức thanh khoản ở trên thị trường cũng khá là nhanh, rất là cao. Những cái bác ăn chắc mặc bền ấy thường thường là chọn Toyota, mà đặc biệt là phải lao vào cái dòng xe Vios. Nó bền, nó lành mà nó lại tiết kiệm nhiên liệu. Hình như là không còn. Ở trong này thì những chiếc xe mới về thì không còn nữa rồi. Một số chiếc thì đang trên đường về và một số chiếc thì đang được mang đi dọn dẹp. Ở ngoài kia con Corrado kia thì cũng về từ cũ rồi. Để em xem nào. Vậy thì bây giờ em sẽ lên sóng hai con xe này này, con này với con này này, để tư vấn cho bác về hai chiếc xe này. Mới lại con Nissan Navara kia bây giờ nói qua đã. Nó qua từ con này đầu tiên. Ở ngoài nó đang ồn, thế nên em sẽ đứng ở tại cái vị trí này em giới thiệu qua cho các bác về những cái sản phẩm ở ngoài sân. Con này là con Nissan Navara L Premium các bác nhé. Nó có tem sườn này, có màn hình này, và có cam lùi và cam hành trình đi theo xe. Thì nó là cái bản nâng cấp, bản Premium. Nó thiếu cái body cản trước này, cũng có thể là trong quá trình sử dụng trước đây thì chủ cũ người ta đã tháo cái body cản trước của nó ra rồi. Con này thì chưa có nắp thùng, nhưng mà bốn lốp thì đã được thay mới tinh. Bốn cái lốp này thì em nhìn chắc là nó cũng vừa mới sử dụng được một thời gian rất là ngắn. Lốp này là lốp sử dụng, lốp đi đường xấu rồi này các bác này, giống như kiểu là cái lốp off-road. Con này thì gầm sàn này, cho đến tất cả các chi tiết ngoại thất này, nội thất của xe còn rất là tươi, nói chung là đẹp. Chiếc này là số tự động một cầu, em đang chào bán mức giá là trên 500. Con này em sẽ chào bán cho các bác là 532 triệu đồng, giá mong muốn là 532. Bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Quay sang bên này đi để giới thiệu qua mấy cái chiếc xe này. À, giới thiệu rồi nhờ. Giới thiệu rồi, bây giờ không quay chi tiết được vào bởi vì ở bên ngoài kia hiện tại nó đang rất là ồn. Ồn lắm các bác ạ. Nó đang có cái đài phát thanh với lại trẻ con nó đang nghịch. Thì bây giờ em sẽ quay ra em tư vấn hai chiếc xe trong này. Hôm nay thì nhà em lại tiếp tục về một chiếc xe MG. Con này là 1.5. 1.5 Trophy. Tức là HS thì nó có 3 phiên bản, 1.5 Sport này, 1.5 Trophy và 2.0 Trophy. Phiên bản này tức là phiên bản giữa, giá thành lăn bánh của nó sẽ loanh quanh. Con này hình như là rơi vào khoảng ngoài 900 một chút, loanh quanh 900 triệu đồng. Đấy là cái giá thời điểm coi như nó đã giảm rồi, nó đã rẻ rồi. Giá xe không của cái chiếc xe này là 825 triệu đồng. Bây giờ thì xe lướt tại salon Tùng Bách, một chiếc xe đi còn rất là mới. Con này chạy có 1 vạn km thôi, em sẽ chào bán cho các bác. Con này sẽ chào bán cho các bác là 740 triệu đồng. 740 triệu đồng là cái giá mong muốn. Còn bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Đây, cho anh mượn camera. Sau đây thì em mượn camera này để em quay vào cho mọi người cùng được xem. Thay vì bỏ ra loanh quanh 900 triệu đồng thì bây giờ các bác chỉ cần 740 triệu đồng đã được sở hữu một cái mẫu xe rất là đẹp của cái thương hiệu xe MG. MG thì trước đây nó là thương hiệu của Anh Quốc, nó có nền công nghiệp sản xuất ô tô lịch sử cũng rất từ lâu đời. Từ năm 1925 thì phải, ngày xưa thì chuyên sản xuất siêu xe thôi. Xong sau đó thì qua rất là nhiều các cái giai đoạn phát triển, thăng có và trầm có. Nó được mua đi bán lại từ rất là nhiều công ty, kể cả là BMW cũng đã từng sở hữu cái thương hiệu xe này rồi. Nhưng mà không phát triển được. Sau đó đến cái thời của Trung Quốc lãnh đạo và phát triển thì cái xe MG này nó mới gọi là nổi lên như vũ bão. Bây giờ rất nhiều thị trường người ta đón nhận cái dòng xe này cũng khá là tốt. Ví dụ như là bên Thái Lan, hay là thị trường Úc này, hay là một số thị trường khác, đặc biệt là cái thị trường nội địa của Trung Quốc, người ta dùng xe MG này cũng khá là nhiều. Cái dòng xe này thì nó vẫn có cái âm hưởng hay là cái hơi hướng của những cái chiếc xe châu Âu. Đây, từ form dáng này cho đến cái vận hành. Vận hành của con này rất là hay. Con này đi cách âm khá là tốt, cách âm tốt nha các bác nhá, đi rất là êm. Động cơ 1.5, 1.5 turbo. Mặc dù là 1.5 turbo thôi, vận hành cho một cái xác này nhìn nó cũng khá là to, nhưng mà nó cũng không hề yếu một tí nào. Con này thì chạy rất là vọt, đi rất là mượt xe. Cái dòng này thì nhập khẩu 100% từ Trung Quốc các bác nhá. Dòng này thì chưa có nhập khẩu Thái Lan.
Riêng ZS thì nó có một phần là bản China thì về năm 2020, còn 2021 thì nó nhập là xe nhập khẩu Thái Lan. Còn riêng HS thì chỉ có những chiếc xe được nhập khẩu Trung Quốc thôi. Hiện tại HS mới ngoại đại lý và hãng bây giờ hình như là đang không còn. Cái dòng này ở phiên bản này thì nó cũng khá là tiết kiệm. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu này, cái này là sách vở người ta đưa ra, tức là kết hợp 6,9, trong đô thị là 9,2, còn ngoài đô thị là 5,7. Nhưng mà trên thực tế em nghĩ là các bác loanh quanh, nói chung là dừng đỗ đèn xanh đèn đỏ hay là tắc đường thì nó sẽ rơi vào khoảng 8,5 lít hỗn hợp là hợp lý. Bởi vì con xe động cơ 1.5 turbo cái dòng HS này em chạy cũng khá là nhiều, đi qua cũng rất là nhiều con đường tỉnh như ở trên em dùng thì nó cũng chỉ loanh quanh rơi vào khoảng trên 8 lít hỗn hợp là có thể vận hành được rồi. Con này mới đi có 10.000 cây thôi, xe thì cực kỳ là mới. Nếu mà các bác nào mà đang thích HS thì chắc chắn không nên bỏ qua cái sản phẩm này, đặc biệt là hợp đỏ nữa. Bởi vì cái xe mà đi có 10.000 cây thì coi như người ta mới vừa chạy rốt đa xong. Đây, lốp lắp và các chi tiết của nó còn rất là mới. Đây là lốp theo xe này. Lốp theo xe của cái dòng MG này thì nó là Michelin. Michelin đây các bác nhé. Tuần thứ 51 năm 2020 này. Đấy. Xe 2021 sử dụng phụ tùng của 2020. Đó. Đấy, nhà em lại về một con Zoti Z8L nữa các bác này. Vừa về tới nơi xong này. Mấy ngày hôm nay thì anh em cũng khá là vất vả, mỗi người đi một hướng, nói chung là đi săn và tìm những chiếc xe đẹp và siêu lướt về để phục vụ cho các bác. Nhà em thì đến năm nay chuyển qua làm toàn những mẫu xe siêu lướt thôi, chỉ thích làm xe đẹp thôi. Đặc biệt là những cái mẫu xe không đi nhiều. Những cái mẫu xe không đi nhiều mặc dù là nó có cái giá thành coi như là cao hơn cái giá chung của thị trường một chút, nhưng mà sức thanh khoản của nó cũng khá là nhanh. Bởi vì những cái người mà đi tìm xe thì các bác luôn luôn thích những chiếc xe gọi là đi ít này, chất lượng nó được đảm bảo, cao hơn một chút vẫn ok. Chắc chắn là nó đẹp, nó đi ít thì giá thành của nó không rẻ rồi. Ở đời không có gì là ngon bổ rẻ cả, tất cả nó đều đưa vào hợp lý hết. Đây tuần 50 năm 2020, lốp lái, lốp dẫn hướng đây các bác nhá. Tình trạng 4 quả lốp này nó còn khoảng trên 90%, rất là mới. Ở cái phiên bản HS Trophy này thì đèn của nó không phải là đèn, tức là cái ánh đèn chiếu sáng này nó là đèn LED luôn, nên nó đưa ra cường độ chiếu sáng rất là nhanh và rất là đẹp, tức là ánh sáng của nó màu trắng. Còn cái phiên bản 1.5 Sport ấy thì nó là cái bóng halogen ở bên trong cái bóng đèn bi này, nên nó vẫn đưa ra cái ánh sáng màu vàng. Đi thì nó không đẹp và không sáng bằng cái phiên bản Trophy này. Đây đèn gầm đây này, một chiếc xe lướt, các cái chi tiết của nó nhìn còn rất là mới, rất là đẹp. Con này thì vừa mới rửa qua bày vào đây luôn, bởi vì xe này thì cũng chẳng phải làm cái gì, em nhìn không thấy nó có xước sát gì cả. Con này ngày mai các bạn đến phun tiền là có thể rước nó đi ngay. Đẹp cực kỳ luôn, đẹp tuyệt vời luôn, quá đẹp. Cái bản 2.0 thì nó có bộ mâm la răng, nhìn có thể là nó đẹp hơn cái bản 1.5. 1.5 thì cái bộ mâm la răng của nó nhìn hiền hơn, nó lành hơn, nó đơn giản hơn. Con này thì sơn zin còn khoảng trên 90%, xe đẹp tuyệt vời. Trophy này, đó, đèn đóm này. Nói chung là thiết kế ngoại thất của cái dòng xe MGHS này thì phải khẳng định luôn là không chê được. Biển nó đây, 67A17232. Nhìn từ cái góc này thì các bác sẽ liên tưởng tới những chiếc xe Mercedes GLC. Đây các bác này, em quay cái dáng xe cho các bác xem. Đấy, chất chưa cực kỳ là chất lượng luôn, phải nói khẳng định là không chê. Con này đi cách âm rất là tốt, đi xe thì cực kỳ đầm, nói chung nó chìm xe ấm, chạy rất là mượt. 1.5 em lại cảm giác như là nó mượt hơn là 2.0. Đây là cái nội thất này, thực sự ấn tượng với cái nội thất của cái dòng xe MG Trophy. Kể cả 1.5 hay 2.0 thì xe đều được trang bị cái nội thất như này. Thứ nhất là cái hàng ghế trước thể thao, và thứ hai là cái tông màu nội thất ở bên trong xe thì nhìn nó như siêu xe luôn, nhìn nó cực kỳ là sang. Các bác nhìn xem này. Đấy, ghế bây giờ đang để hơi siêu vẹo để em chỉnh lại một tí này. Vừa xong là ai ngồi lên có thể là chỉnh ghế nó hơi ngả ra sau một tí. Đây, từ góc nhìn phía sau lên thì các bác sẽ thấy này, con xe này nó có hàng ghế trước này, có hai ghế thể thao trông cực kỳ là sang xịn mịn, giống như các bác đang ngồi trên một chiếc siêu xe. Đấy, cái tông màu nội thất của nó cũng khác người cơ, nó cũng thể thao cơ, nó cũng đẹp cơ. Kể cả là cái trần này làm trần đen này, giống trên những cái mẫu xe sang, đặc biệt là những mẫu xe Đức đắt tiền, ví dụ như Porsche, Porsche các thứ này, mẹt miếc này, bim biếc này. Đây này, Audi bây giờ cũng là cái trần đen như này. Con này thì là cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhá. Đấy, cửa sổ trời panorama kéo dài từ hết hàng ghế thứ nhất xuống hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì rộng rãi vô cùng. Đây các bác nhìn xem, yêu chưa, ưng chưa, cực kỳ ưng.
Thiết kế nội thất thì trông vô cùng là bắt mắt, các cái chi tiết hoàn thiện của nó rất là cao cấp. Em nghĩ cái da này cũng là da xịn, bởi vì nhà em bán có những cái con mà nó chạy đến 6,5 vạn. Nếu mà các bác hay theo dõi clip của em ấy thì cách đây khoảng hơn 1 tháng thôi, em đã bán một chiếc HS Trophy sản xuất năm 2020, đúng rồi, 2020 màu trắng. Không biết là mốt hay là 10 nhỉ, em không nhớ lắm. Nhưng mà con đó nó chạy 6,5 vạn km rồi, nhưng bên trong cái phần nội thất của xe này hoàn toàn chưa thể hiện cái độ hao mòn, tức là gia dụng các thứ, mọi cái chi tiết ở bên trong này nó cũng khá là bền, nó cũng rất đẹp và rất mới. Nó chưa bị xuống các bạn, mặc dù là xe đi rất là nhiều nhưng nội thất bên trong vẫn mới tinh. Tỉ mỉ này, trau chuốt này, đẹp này. Nhìn nó phối màu đẹp chưa? Tắp bì cửa này, đỏ đen này. Màu ghế nữa này. Đây các bạn nhìn này. Đẹp không? Ngồi trên con xe này sống ảo thì hết nước chấm. Nói thật cái nội thất này thì không ai bảo là nội thất của một chiếc xe Trung Quốc cả. Đây, nhìn nó giống trên những cái mẫu xe sang siêu xe. Cái dòng xe MG này mặc dù là nó được thuộc sở hữu của một cái tập đoàn xe ô tô Trung Quốc, nhưng nó vẫn có những cái âm hưởng hơi hướng của xe châu Âu. Nói chung là kể cả về vận hành, đi nó cũng rất là phê, cực kỳ là sướng. Nội thất thì nhìn nó rất là bền, chứ không phải là những chiếc xe mà mang lại cảm giác tàu hay là phò. Đây, mép ghế này, lòng ghế này, đẹp chưa? Người ta sử dụng thứ nhất là cái tông da màu đỏ, thứ hai là cái chỉ đỏ này, da đen này. Ở đây thì là da lộn này, đây, phối kết hợp với nhau, đẹp tuyệt vời. Ở đây thì có cái dòng chữ theo chữ Trophy. Xe MG này không phải là một chiếc xe nó gọi là ngập tràn công nghệ đâu các bạn. Đấy, công nghệ trên xe MG nó chỉ trang bị gọi là đủ dùng thôi. Bởi vì với một cái chiếc xe loanh quanh dưới 1 tỷ đồng thì chắc chắn là nó không thể lắp lên những cái trang bị hay là những cái công nghệ coi như là ngập tràn mà lại xịn sò hàng hiệu được. Bởi vì khi mà tăng cái công nghệ lên thì phải tăng cái giá tiền lên. Mà tăng giá tiền lên đắt thì rất là ít người mua và cạnh tranh nó sẽ khó. Bởi vì thế nên cái chiếc xe MG này nó cũng giống như xe Nhật và xe Hàn thôi. Nó cũng rất là bình thường và hết sức bình thường thôi. Một chút nữa em sẽ ngồi vào bên trong cái ghế lái này, em chỉ phải điểm qua các công nghệ và các cái tính năng được trang bị của chiếc xe này. Đây, cụm công tắc lên xuống kính này, các bác thấy nó làm đẹp không? Rất là đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện, cụp điện này, hình như là cái này auto cả 4 cánh, tức là lên xuống cả 4 cánh là một chạm. Đấy, nó rất là giống xe Đức, đặc biệt là trên những cái mẫu xe Mẹc là cũng auto hết cả 4 cánh. Ở đây, Mẹc thì cũng nằm ở cái vị trí này, tức là đóng vào khóa tổng này. Đấy, xe Mẹc thì nó cũng nằm ở tại vị trí này. Ghế lái là chỉnh điện các bác nhá. Ghế lái chỉnh điện này. Bây giờ thì bắt đầu là điểm và chỉ qua những cái công nghệ và tính năng được trang bị của con xe này. Đấy, em vào đây em quay này. Đầu tiên là quay từ vô lăng trở đi. Vô lăng khuyết đáy mang lại một cảm giác cũng khá là thể thao. Rất là đẹp. Đây. Con này thì nó hơn cái bản 1.5 Sport ở cái chế độ này. Chế độ này là Super Sport, tức là nó sẽ giúp cho xe tăng tốc cực kỳ nhanh. Ví dụ như trên phiên bản động cơ 2.0, kích hoạt chế độ này lên thì nó tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ mất có 7 giây. Còn cái phiên bản này thì em không biết là nó mất mấy giây, nói chung là nó cũng khá là nhanh, nó giống như kiểu trên mẫu xe thể thao. Đấy. Vô lăng thì như mới này, chi chít những cái phím tích hợp này. Đây là những cái phím tích hợp để điều khiển các cái chức năng ở trên cái màn hình giải trí trung tâm. Còn ở bên này thì có một số cái phím này, phím điều hướng này để điều khiển các cái chức năng ở cái màn hình phía trước mặt người lái này. Đấy. Nó đang báo là ắc quy yếu đây này các bác này. Đấy. Tí nữa chắc là phải sử dụng hay là nổ máy đi loanh quanh để cho nó sạc ắc quy. Ở dưới này thì có một cái này là cái cruise control, tức là ga tự động đây. Ga tự động của dòng xe này nó không tích hợp ở trên vô lăng, mà nó nằm ở mặt sau vô lăng dưới cái cần gạt xi nhan. Đấy. Đây. Bé bé giống như xe Đức này các bác này. Các mẫu xe Đức thì rất hay làm cái cần nhỏ nhỏ như này. Cruise control đây, ga tự động đây. Đèn auto đây. Đèn auto đây nhá. Ở mặt sau vô lăng, mặt sau vô lăng thì nó có gẩy số vô lăng. Đây, gẩy số vô lăng đây. Gẩy số vô lăng đây. Sử dụng cho chế độ thể thao. Em xem còn cái gì phải giới thiệu nữa không? Con này thì không được trang bị camera 360. Thực ra một cái mẫu xe đắt tiền như thế này nhưng mà cũng không được trang bị camera 360 thật là mang tiếng của Trung Quốc ra. Trung Quốc thì những cái đấy sản xuất rất là rẻ. Cũng có thể là xe MG này nó chỉ đắp và trang bị lên bên trong cái tiện nghi là những cái coi như là những cái sản phẩm hàng hiệu hay là đắt tiền bền theo nhiều năm sử dụng. Chính vì thế những cái trang thiết bị mà rẻ tiền này hay là kém thì thường thường là không được lắp lên xe. Đây có led viền nội thất này, các bác nhìn thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Để em tắt cái âm thanh đi. Đài với em nó vừa bật lên. Em vừa mới bật khởi động xe lên.
thiết kế nó rất là đẹp luôn, nhìn khá là sang. Con này thì được trang bị hệ thống an toàn là 6 túi khí an toàn, rất là yên tâm. Khung gầm của cái dòng này cũng rất là cứng chắc các bác nhá. Nó là được đánh giá để đưa vào cái thị trường châu Âu bán thì nó được đánh giá là NCAP 5 sao là một cái tiêu chí cũng rất là an toàn. Bởi vì thị trường châu Âu thì cực kỳ là khắt khe trong cái tiêu chí bảo vệ con người. Chính vì thế những cái mẫu xe mà kém an toàn mà không được đánh giá, tức là không được kiểm nghiệm mà đạt chuẩn ấy, thì sẽ không được bán ở các cái thị trường châu Âu, tức là một thị trường rất là khắt khe và khó tính. Tôi đang khởi động này. Chìa khóa thông minh. Con này đủ nguyên 2 chìa. Con này sách hướng dẫn sổ bảo hành thì không thiếu gì. Đây. Âm thanh âm thiết thì cũng rất là hay. Phiên bản này thì về các bác không phải độ. Các bác có thể cắm sạc điện này hay cắm USB này. Có một cổng 12V đây nữa. Ở đây thì có một cái giải phím cứng này, cũng giống như kiểu là 1.5 Sport ấy. Đấy, y hệt nhau. Chỉnh một số cái chức năng. Thứ nhất là chỉnh cái chức năng, đây là to nhỏ này, của cái màn hình này. Còn ở đây thì có một số cái chức năng nữa. Đây là sấy gương, sấy kính này. Chỗ này là điều hòa này. Chỗ này là cái biểu tượng gì tí nữa em xem. Hình như là cái biểu tượng này. Đây là một số chức năng của xe, chắc là thay đổi chế độ lái. Còn ở đây là cái biểu tượng về cái menu chính. Đây đúng, đúng thật. Đây mốt này, đây là chế độ lái này. Có thể là chiếc xe này nó sẽ được hỗ trợ khoảng 3-4 chế độ lái. Normal này, Eco này, Sport này. Cốp của cái phiên bản này thì nó là cốp điện rồi các bác nhá. Đây nút mở cốp này, đóng mở cốp vị trí này. Bấm nào. Đấy, ra rồi. 1.5 Sport thì nó chỉ có cốp cơ thôi. Chiếc xe này thì nó được trang bị là cốp điện rồi. Đấy, đang cụp vào đấy. Tuyệt vời. Ở đây thì em có này, một phím này, đây là cái phím của phanh tay điện tử này, còn bên cạnh nó là tự động giữ phanh. Còn đây là hỗ trợ đổ đèo. Các chi tiết nội thất của con xe này thì phải nói khẳng định luôn, đẹp và mới, mới kinh khủng. Này, độ hoàn thiện của nó cao không? Cực kỳ đẹp và cực kỳ tỉ mỉ luôn. Ai bảo nó là tàu? Ai bảo nó là tàu nào? Tàu mà lại đẹp như này à? Tàu mà lại có giá tiền tỷ à? Ngoại thất đẹp, nội thất đẹp, sang chọc, sang trọng, lịch lãm. Xe này không mua thì còn mua xe nào nữa các bác? Với cái tầm tiền này, nếu các bác mua xe Nhật, xe Hàn thì mua được xe gì có thể đẹp như xe này? Đây là đèn pha này, cũng có thể chỉnh cao thấp thông qua nút chỉnh này. Đấy. Nhiều khi chúng ta đi đông, cái xe nó bị chìm xuống ở cái phần đuôi, cái đèn nó vách lên, thì chúng ta lại chỉnh ở cái đấy để cho cái ánh đèn nó cụp xuống, để nó dọi chính xác hơn và không chói mắt cái người đi ngược chiều, cũng rất là tiện. Đây, để em mở. Ô, đâu rồi nhỉ? À đây, lâu không ấy, quên. Đây, động cơ 1.5 turbo này. Ở trên mặt máy có chữ TGI này. Động cơ này thì cũng khá là bốc, nói chung cũng rất là bốc. Con này thì trong khoang động cơ của nó mới tinh, nó chỉ có một cái lớp bụi rất là mờ, rất là mỏng. Đây các bác nhìn xem các chi tiết trong khoang động cơ này. Xe của Salon Tô Hồng Bách bán ra thì có bảo hành, có cam kết rất là rõ ràng. Thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước này, động cơ hộp số là nguyên bản nhà sản xuất. Cái dòng này thì nếu các bác mua thì nó còn bảo hành rất là dài tại ngoài đại lý, mua mới thì là 5 năm không giới hạn km. Còn nếu mà mua cũ như này, như con xe này chẳng hạn thì nó còn 4 năm mà không giới hạn km. Cái số tiền mà các bác bỏ ra thì nó cũng coi như là yên tâm hơn rất là nhiều. Đấy, nó có sự đảm bảo. Đại lý của MG thì bây giờ gần như tỉnh thành nào cũng có, nếu mà tỉnh thành các bác không có thì sang cái tỉnh lân cận sẽ có. Đa số là tỉnh nào cũng có rồi, Thái Nguyên cũng có này, riêng Hà Nội có 4 điểm cơ. Còn Bắc Ninh cũng có này, Bắc Giang cũng có này, tỉnh nào cũng có, xung quanh em thì em thấy là có hết rồi. Vĩnh Phúc, Vĩnh Hiếc là có hết. Bây giờ cái dòng xe MG này thì bán nó cũng không chậm như ngày xưa, sức thanh khoản bây giờ nó nhanh hơn rất là nhiều. Bởi vì cái người tiêu dùng Việt Nam ấy bắt đầu là coi như là lựa chọn và tin tưởng vào cái thương hiệu này. Xe đi 1-2 năm nhưng mà thấy nó cũng không khác gì mua mới cả. Bây giờ hiện tại là không có một chiếc xe nào nó xảy ra hiện tượng bị lỗi vặt hay là một cái sự cố gì khi tham gia giao thông ở trên đường. Đấy. Chiếc xe này thì em sẽ chào bán cho các bác là 740 triệu đồng, đấy là cái giá mong muốn thôi. Còn bác nào quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Chạy duy nhất 1 vạn km thôi các bác nhé. Em bán thì có 3 hồ sơ, xe thì như mới, sơn zin thì gần cả xe. Bây giờ thì em sẽ đi sang cái chiếc xe này để tư vấn cho các bác. Như vừa rồi thì em đã giới thiệu nhà em đang có 2 chiếc xe phân khúc, 3 chiếc đi. Thứ nhất là Toyota Wigo này, thứ hai là VinFast Fadin này, thứ ba là Honda Brio. Honda Brio thì có mức giá bán cao nhất. Cả lúc mua mới Honda Brio nó lăn bánh loanh quanh nó cũng phải 500 triệu. Đấy là bản RS. Bây giờ hiện tại em đang chào bán xe đời 2020 màu đỏ, đi trên 3 vạn.
là giá là trên 400 triệu, 425 triệu đấy là giá mong muốn. Còn chiếc xe kia Toyota Wigo này đời 2021, đời cao hơn nhưng mà lại có mức giá bán rẻ hơn. Độ bền thì chưa biết con nào ăn con nào đâu. Honda cũng bền mà Toyota cũng bền. Nhiều khi á, nhiều bác mà cuồng Toyota ấy thì chắc chắn là Toyota nó phải bền hơn Honda rồi. Toyota thì ăn rất là tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt trên mẫu xe Wigo này. Con này thì em chào bán là 380 triệu, xe đi 1,4 vạn, sơn zin còn khoảng trên 90%. Đấy. Hiện tại thì em chưa biết nó tỉa vị trí nào chưa, nhưng mà nó có một số cái vết xước rất là nhỏ ở vị trí cản trước này. Cản trước này nó vẫn là sơn zin này, bởi vì sau, tức là sau cái lớp sơn nó lộ ra lớp nhựa luôn. Đây, không có bả biết gì cả. Tức là nó vẫn chưa bị sơn lại, nhưng mà sau clip này em mang đi làm thì nó không còn là sơn zin ở cái cản trước này nữa, mà nó sẽ bị tỉa ở cái cản này rồi. Thiết kế của Wigo thì nhìn khá là ok. Một cái mẫu xe giá rẻ như là nhập khẩu Ấn Độ. Còn cái chiếc xe VinFast Fadil 2021 này nó còn rẻ hơn cả Toyota Wigo. Wigo thì nó còn được chào bán mức giá là 380. Con này thì chỉ được chào bán mức giá là 350 triệu đồng. Con xe này này các bác này. Đó. Có 350 thôi. Con này thì đã lên đủ đồ rồi, bản bay các bác nhỉ. Nhưng mà lên đủ đồ rồi. Cảm biến số lốp này, thay bóng đèn này, màn hình này, cam đùi này, cam hành trình này. Về các bác chỉ việc dùng thôi. Con này là màu xanh Kawasaki. Một chiếc xe cũng còn khá là đẹp. Đó. Quay qua con này một tí này, xong lại trở lại với con xe Toyota Wigo. Wigo này thì chưa được rửa một lần nào. Đấy. Ở đây nó có xước này. Đây xước này. Đây, nó là sơn zin. Thì sau cái lớp sơn nó sẽ đến cái lớp nhựa đen luôn. Chưa có bả biết gì cả. Nói chung rất là đẹp. Con này thì được trang bị cảm biến lùi rồi. Đây em nhìn thấy hai mắt, nhưng không biết là người ta lắp thêm hay là theo xe. Đời 2021 thì nhìn cái đèn đủng của nó cũng khá là đẹp. Đây các bác nhìn xem, đèn hậu này. Có đèn phanh trên cao này. Bản AT này thì có đèn phanh trên cao. Đèn phanh trên cao ở đây. Con này thì mở vẫn phải dùng chìa khóa. Mở cốp vẫn phải dùng chìa khóa. À, đây là camera. Camera lùi đi theo xe 1.2 này. Cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Ở cái chỗ này nó bị bật ra. Cái này thì lúc nào mà đi sơn tỉa thì em sẽ lắp lại, ấn lại, căn chỉnh lại cái ba đờ sốc này. Con này thì đẹp xuất sắc các bác nhá. Xe mà sơn zin trên 90% thì làm gì có cái gì để phải chê. 1,3 vạn km lăn bánh về salon của ông Bách thì bây giờ hiện tại là nó đang là 1,4 vạn tròn. Đây, lốp mới tinh. Đó, lốp theo xe. Lốp này chỉ cần dưỡng và rửa lên là không có điểm gì để mà chê. Đây tuần 07 năm 2021 này. Để em mở ra thêm cái xe Toyota Wigo này nó được trang bị những cái gì, xem nội thất của nó như nào. Cái phần thiết kế phần đầu và phần đuôi của nó nhìn khá là hầm hố. Đây các bác nhìn xem. Đây. Đầu xe nhìn ra gì đấy chứ. Đây là thiết kế mới của Honda. À quên nhầm, Toyota. Những chiếc xe 7 chỗ của Toyota bây giờ luôn luôn mang khuôn mặt nhìn nó ngầu như này. Giống như cái con Toyota Wigo này. Con này thì cũng có cái đèn định vị ban ngày rồi này, cũng có cái đèn bi chiếu sáng rồi. Đèn pha trông cũng khá là sành điệu, nó không ngu như ngày xưa nữa. Đây, để mở ra xem nào. Nội thất nguyên bản của nó là nỉ, bây giờ hiện tại đã được bọc lên một cái bộ da, da hai màu, màu vàng bò và màu kem. Con này thì chưa được dọn dẹp một chút nào đâu các bác nhé. Chiếc xe này sau clip này em sẽ đưa nó đi dọn. Thứ nhất là sơn tỉa này, đánh bóng này. Thứ hai là dọn vệ sinh cái khoang nội thất này. Sau đó thì vệ sinh cái khoang động cơ. Chuẩn mực sẽ lướt đời cao 2021 và chạy trên 1 vạn km. Đây, đẹp chưa? Đã bọc ra rồi. Con này về thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Dòng này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Bác chủ đã bọc chống chầy vào cái vị trí này. Nói chung là nhiều khi trẻ con lên xuống này hay bước và nhắm vào đây. Nếu không có cái này nó sẽ bị sức sơn. Nội thất nhựa của con xe này rất là đẹp, từ táp bi cửa cho đến táp lô phía trước mặt người lái, không có xước đâu các bác. Không có xước tí nào luôn. Lốp này, lốp mới tinh, chuẩn xe đi trên vạn này. Đó. Đây là cái lịch nhắc. Đây là cái lịch nhắc đây. Đây, full lịch sử hãng luôn các bác nhá. 73A này. 20879 này. Kỳ bảo dưỡng tiếp theo là tháng 1 năm 2023, tại km là 1,7 vạn km, tức là các bác có thể đi thêm 3.000 km nữa mới phải đi thay dầu. Đấy. Con này thì còn bảo hành rất là dài tại ngoài đại lý. Tay nắm số này. Những cái thiết kế của cái con Toyota Wigo này nó khá là đơn giản. Đây, nó đơn giản nhưng nó mang lại cái sự bền bỉ rất là cao.
xe Toyota thì không bao giờ là kém bền cả. Nói chung là nó có thể bền sau nhiều năm sử dụng. Các bác cứ chê vỏ nó mỏng, nhưng mà nói thật với các bác luôn là cái chất sắt của nó rất là tốt. Tức là sau nhiều năm nó vẫn không bị han dỉ hay là mọt mục. Còn có nhiều chiếc xe cảm giác là gõ rất là dày, thế nhưng mà chỉ sau một vài năm mọt mục hết. Đấy, nó còn quan trọng là cái chất sắt của nó như thế nào. Đấy, còn riêng Toyota này, những chiếc xe kể cả từ 2000 mấy đến bây giờ thì đố các bác tìm thấy những cái bị han dỉ hay là mọt mục. Nhiều con xe của nó kể cả là Vios, chất sắt của nó cũng rất là tốt. Con này thì được trang bị tích hợp vô lăng rồi. Đây người ta dán, chắc là trẻ con đây. Bóc ra, nhìn cho đỡ buồn cười. Tích hợp vô lăng này. Đấy, màn hình đi theo xe này, Toyota này, có cam đùi rồi. Thiết kế của nó thì cũng không có gì nổi bật, nhưng mà nó mang lại cái độ bền này và độ vận hành rất là ổn định, rất là tiết kiệm nhiên liệu với cái động cơ 1.2. Những cái này thì bóc hết đi, tí nữa em sẽ bóc hết đi. Ở đây có một cái giải phím này, đa số là để điều khiển các cái tính năng, các cái chức năng của điều hòa. Đây, các bạn này. Đấy, cũng không có gì nhiều. Gương kính chỉnh điện, cột điện này, nút ấn khởi động, chìa khóa thông minh này. Con này thì đèn đóm này hay là gạt mưa nó vẫn là chỉnh cơ. Giới thiệu chiếc xe này rất là nhàn, bởi vì nó cũng không có nhiều tính năng, mà chỉ quay để cho các bác thấy này, nó đẹp hay là nó xấu thôi. Đấy, trần phao thì trắng phao. Bây giờ thì em sẽ mở cho các bác xem cái khoang động cơ, xem hệ thống an toàn của chiếc xe này mấy túi khí nào. Con này thì được trang bị là hai túi khí, một bên lái và một bên phụ. Xe phân khúc hạng A nó chỉ cần thế thôi, miễn sao là nó vận hành ổn định này, với lại rẻ là được, nó ít lỗi vặt, tiết kiệm nhiên liệu nữa. Bởi vì cái dòng xe phân khúc hạng A này rất là ít khi di chuyển xa, đa số là để đi loanh quanh, đi làm ở gần nhà công chức ấy, thì mua những chiếc xe này thì vô cùng là hợp lý, bởi vì chi phí vận hành của nó rất là thấp, mà gần như là bảo dưỡng bảo trì thì rất là ít, chỉ có đến số km đi thay dầu lốp mòn, thay lốp hay phanh mòn, thay phanh. Đây, máy móc đây. Xe thì em cam kết này, động cơ hộp số này, vận hành này, không báo lỗ bất cứ một cái chức năng nào này. Keo chỉ này, kính này là zin 100%. Cam kết bằng văn bản, sai nhận lại xe và hoàn lại tiền nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Chiếc xe Toyota Wigo này sẽ được chào bán mức giá là 380 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Cái con xe Zoti Z8L màu trắng mới về kia các bác kìa. Chiếc xe đó rất là đẹp, biển Sài Gòn. Chiếc đó thì sẽ được chào bán mức giá là hình như là 580 triệu đồng hay 585 triệu đồng. Xe chạy zin 2 vạn km xuất sắc và như mới. Để em xem là còn cái gì nữa không. Ra quay qua. Đấy, thò đầu ra ngoài này phát ồn ngay. Thôi, em định quay mấy cái xe ngoài này nhưng khá là ồn. Bây giờ thì cái thời gian của cái video này nó cũng khá là dài rồi. Chắc là em cũng xin kết thúc clip này tại đây. Ngày hôm nay thì nhà em lại tiếp tục ngừng giao dịch được thêm. Thứ nhất là một con xe này, MGZS Luxury sản xuất năm 2020 này, nhận cọc rồi này các bác này. Một con xe đấy con Elantra. Con đấy thì khách hàng Hà Nội lên xem xe và đã phun tiền và mang xe đi rồi. Elantra màu đỏ 2021. Mới lại chiếc xe Hyundai Kona xanh kia thì em đã nhận cọc của một bác ở dưới, của một chú ở dưới Quảng Ninh. 20 này thì chú lên lấy xe, chú đã chuyển cọc cái chiếc xe này rồi. Bây giờ em sẽ kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.